Hello tất cả các bác. Một dàn máy hay thì chắc chắn là sẽ có nhiều thiết bị phải đi kèm. Và chắc chắn rằng là chúng ta thấy rằng là để có những cái thiết bị cao cấp thì các bác phải có thời gian để tìm hiểu những sản phẩm âm thanh mà những đơn vị bán chuyên sâu chúng ta phân phối. Bởi vì là những anh em bán chuyên sâu thì thường là có cái kinh nghiệm và cũng như là có những cái trải nghiệm rất là tốt với những sản phẩm rồi. Cho nên là các bác hãy tìm những đơn vị mà bán hàng có uy tín để các bác mua. Thì theo các bác, với một cái bộ dàn âm thanh thì một đôi loa này, một cái vang này, một cái đẩy này và một bộ mic, thì cái phần nào là phần quan trọng và phần nào là phần có thể là coi như thứ yếu? Thì theo các bác đánh giá thì phần nào nên đầu tư nó cao hơn, đúng không? Cái này thì thực ra là nếu như mà có khả năng đầu tư, có tiền đầu tư thì đầu tư một cách đồng đều, nó đầy đủ thì chắc chắn rằng nó sẽ rất là hay. Ví dụ như là loa Nexo chẳng hạn. Nexo thì nếu như các bác chỉ mua một đôi loa về mà ghép với cái đẩy nhà mình thì chắc chắn không bao giờ nó hay được, không bao giờ hay bằng loa Mỹ JB được. Nhưng mà Nexo nó sẽ hay hơn khi nếu chúng ta ghép đồng bộ với này đẩy của Nexo và controller của nó. Chứ còn nếu mà nó không hay, nó sẽ không thể linh hoạt như những dòng loa JBL được. Thì đương nhiên như thế thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là anh Phương sẽ tư vấn cho các bác một cái thiết bị mà được gọi là cái nguồn đầu vào. Cũng giống như chúng ta muốn có một cái cốc nước sạch, một tách trà ngon hay một ly sữa đậm đà, thì chắc chắn rằng cái nguồn đầu vào của chúng ta nó phải chuẩn thì nó mới ngon mắt, ngon miệng và ngon vị. Thì tương tự như thế với âm thanh thì các bác thấy rằng là cái nguồn đầu vào, nếu như mà cái bản nhạc trên mạng mà chúng ta lấy cái bản nhạc nó không ra cái gì thì cái dàn máy các bác có ngon bằng mấy nó không hay được. Hay là ví dụ như là một dàn máy thì loa đẹp rồi, đẩy ngon rồi, vang số setup chuẩn, nhưng mà cái bộ mic không ra gì thì em nghĩ rằng là cái nguồn đầu vào của nó đã không ra gì rồi thì không thể hay được. Cho nên là theo em đánh giá thì cái nguồn đầu vào là một cái điều rất là quan trọng để có được một cái đầu ra tinh khiết. Và micro nó là một trong những cái thiết bị đầu vào quan trọng đấy các bạn. Cho nên ngày hôm nay em sẽ tư vấn cho các bác một cái mẫu micro mà em về hôm trước về được mấy bộ, em bán hết ngay lập tức các bạn. Bán rất là nhanh. Đây, hôm nay lại về tiếp một lô micro, cũng không nhiều bởi vì với nhà em thì số lượng hàng về thường xuyên, ngày nào cũng về và bán đi thì một ngày nào cũng bán. Đấy, các bác đang được chiêm ngưỡng một lô micro bãi. Nói là bãi thôi nhưng mà tất cả hàng nhà em thì nó là hàng tuyển các bác. Đây là những đôi tay mic tuyển, nó đẹp gần như mới luôn các bác. Đã được test một cách kỹ càng, không có nhiều các bác. Có 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ, 6 bộ. Có tất cả chỉ có 6 bộ thôi. Hôm trước về mười mấy bộ còn bán hết ngay rồi. Hôm nay thì chỉ còn có 6 bộ nữa thôi. Đấy, rất tiếc là cái lô này nó rất là đẹp nhưng mà về thì cứ về đến đâu là bán hết đấy. Cái lô này là dòng mic Beyer đời cao nhất của dòng Beyer, đó là Beyer 790. Đấy, mặt của nó rất là đẹp. Các cái đường vuốt cạnh này rất là xinh xắn các bạn. Những cái vuốt này chúng ta thấy rằng là nó làm cho cái mic nó mềm mại và nó rất là sexy. Cũng như là nó sẽ không bị lỗi thời khi chúng ta sử dụng 5-10 năm sau. Thực ra là mic là một cái mà rất dễ lỗi thời. Nếu như mà thiết kế mà nó không có đường nét và nó thiết kế mà nó quá thô thì đặt trên dàn máy nó không thể đẹp được. Vậy thì cái mic bây giờ chúng ta thấy là nó vuốt sang hai bên này làm nó rất là gọn gàng và xinh xắn. Đây là một cái modem mà chứa rất nhiều chất xám ở trong sản phẩm này. Trên thị trường hiện nay thì các bác cũng, nếu các bác mà tìm hiểu chuyên sâu, chúng ta thấy rằng là đa số các cái mã mic hiện nay mà mic mới của một số anh em các gọi là các hãng ấy, đặt về ấy, thì đều lấy cái tiêu chuẩn đó là dòng mic Beyer, kể cả AP rồi kể cả DB Acoustic hay một vài cái hãng khác thì cũng đều lấy trên tiêu chuẩn của AP của Beyer cả. Cho nên là Beyer nó vẫn là cái nguồn mic dẫn đầu hiện nay trên thị trường. Và các công ty sản xuất Beyer cũng sẽ là chính là những cái công ty để sản xuất những cái bộ mic mới bây giờ. Nhưng mà mic mới bây giờ thì chất lượng nó sẽ không thể so sánh nếu như với cùng một cái tầm tiền như thế này. Đây là dây, tất cả linh kiện đầy đủ. Trong này có đủ dây 6.5 cho các bác này, chống lăn này, nguồn này,
Đấy, đầy đủ phụ kiện cho các bác chơi luôn. Dâu sóng này. Đấy, không thiếu gì các bác nhé. Khi các bác mua bộ mic vải như này, bộ này thì xin báo cáo các bác là nếu như nói về cái chất của nó, nếu như hàng mới thì theo như cá nhân em đánh giá thì một bộ mic mới mà ngang ngửa với bộ mic này thì các cái dòng mic đấy nó phải tầm rơi vào từ 6 triệu rưỡi đến 7 triệu rưỡi thì mới ngang tầm với bộ mic này được. Bác nào đã trải nghiệm bộ mic này rồi cứ cho em một cái đánh giá khách quan các bác nhé. Những bộ mic này bây giờ hiện tại nếu như các bác mua chỉ mua bằng nửa tiền của nó thôi, hàng thì còn nguyên cả tem luôn các bác. Đây là cái tem này này, tem này là tem niêm phong cái mặt nắp với này cái mặt chính của nó còn nguyên bản, chưa cả tháo ốc một lần nào các bác. Hàng nó gần như mới luôn, gần như mới luôn. Đây các bác nhìn này, cái date của nó rất là cao, tức là cái thời gian sử dụng của nó đây nhá các bác này. Tháng của nó là rơi vào tháng 3. Đấy, ngày đây là ngày đây. Ngày 28 tháng 3 năm 2018. Đấy. Hàng nó còn nguyên tem như thế này cơ mà các bác. Với bộ mic này thì các bác chỉ mua với giá hiện nay em đang giao bán cho các bác với giá tầm 3 triệu 500 ngàn đồng bao ship cho các bác. Còn 6 bộ này thôi. Chắc chắn rằng những bộ mic này cái giải âm của nó rất là tốt, nó không bị vỡ tiếng ở giải cao. Cũng như là khả năng hút âm của nó rất là nhạy. Côn của dòng này nó là côn lụa các bạn. Nó rất là hay. Em đã từng trải nghiệm và cũng như lắp ghép các bộ karaoke nó rơi vào tầm khoảng độ từ 3-40 triệu cho đến tầm 7-80 triệu. Kể cả trên 100 triệu cũng đều sử dụng những dòng mic BE này. Nó giá trị nó cao lắm các bạn. Thực ra là nói gì thì nói chứ nếu mà bây giờ nếu mà nó là mới thì nó sẽ là 6-7 triệu. 6-7 triệu thì nó là mic cao chứ còn mic thấp đâu các bạn. Nhưng mà bây giờ bãi các bác mua một nửa thì tội gì không chơi. Mà cái tay của nó thì gần như mới luôn, đủ phụ kiện và cái đầu của nó cũng như mới luôn. Thậm chí theo em đánh giá là cái đầu này còn đẹp hơn cả đầu mới bây giờ đang thiết kế. Đấy. Cho nên còn 6 bộ nữa thì bác nào đầu tư thì alo nốt cho em nha. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt ạ.